Hello, xin chào các bạn. Thứ 6 ngày 13 này, các bạn làm gì? Có gặp may mắn hay là hên xui xẻo hay không? Thực sự trong ngày này thì mình cũng không thấy có gì đặc biệt. Đấy, chắc là chỉ có quan niệm của người phương Tây thôi. Chứ người châu Á chúng ta thì cũng thứ 6 ngày 13 không quá đen đủ, không quá hên, đấy, không quá vui, không quá buồn. Nói chung là một ngày bình thường như bao ngày anh em ơi. Và trong ngày này thì tình cờ bất ngờ để pick được vị tướng The Flash. Một vị tướng không cấm chắc chắn sẽ phải pick em ơi, mặc dù rất lâu không chơi. Mình tin tưởng thì đây vẫn là vị tướng leo danh cực tốt và là vị tướng pháp sư mình đánh giá cao nhất ở thời điểm ở phiên bản beta năm chung kết thế giới. Rất là tuyệt vời em ơi. Đó, đây, thiếu sát thương rồi. Cô lấy cầm một phá chắc chết. Nhưng mà The Flash thì tốc biến vẫn là cái phong cách hiệu quả hơn. Ở late game thì các bạn thể thấy là tốc biến nó lợi hơn cái bộc phá rất nhiều. Có thể đầu game thì bộc phá lợi hơn, và late game thì nó lại không quá tác dụng nhiều. Ok, và theo cầu rất nhiều anh em thì mình tiếp tục chơi The Flash và trình bày các bạn những cái kiến thức mà mình biết về vị tướng này để các bạn cùng tham khảo nhé. The Flash rất mạnh ở cái khả năng cấu chỉa bằng cái combo 1 đánh thường 2-1. Thực sự là rất là thốn. Late game thì một combo cấu chỉa là một gần mực em lên bản đánh số rồi. Thả thính nha. Đánh thường chịu lại. Giật về cho 1. Quá tuyệt vời, chắc chắn là Grax chết với cái thính của The Flash rồi. Ok. Đừng ăn dòng bạn ơi, bắt Murat đây nè. Sao lại ăn rồng, trời ơi. Thôi mình té đây, hàng chản rất tốn. Ăn rồng quả rất là lậu liễu. Dừng team bạn đang mài dao chỉ vì nao ra ảnh hàng chản. Mà chắc chắn là sẽ có cơ hội cái lại con rồng. Đấy, phải đuổi tận về thì mới ăn rồng dễ dàng được. Ok. Sực cơ này bạn ơi. Đúng rồi, chiêu củ luôn. Út vào, chắc chắn chết anh em ơi. The Flash rất mạnh, nó mạnh ở tất cả cái kỹ năng. Kỹ năng 1 thì nó quá ảo diệu, bay đi bay về rồi. Kỹ năng nội tại thì cũng rất mạnh. Và kỹ năng 2 sát thương rất nhiều. Còn kỹ năng cuối là một thứ bảo mệnh, một thứ tấn công, một thứ băng trụ vô cùng tốt. Nói chung là cái bộ kỹ năng của The Flash là rất là lỗi. Mất cân bằng trong trò lên phần mobile. Và băng trụ dễ ẹc nhỉ em ơi, dễ nghiền kẹo ấy. Tất nhiên là trong thay đổi trong phiên bản beta năm chung kết thế giới thì The Flash ở phần late game sẽ không bá đạo so với phiên bản trước được nữa. Nhưng vẫn rất mạnh nha. Nó bá đạo như phiên bản trước là một combo một tướng địch không thể thay đổi, không thể thi đấu được. Bây giờ giảm chút xíu thôi. Nếu mà nhiều đồ thì vẫn không thể thi đấu được. Không thay đổi quá nhiều. Và hiện tại thì đầu game The Flash lại dễ đánh hơn, rất tuyệt vời. Chưa hề thấy sức mạnh vị tướng này giảm đi nhiều anh em ơi. Có giảm đi đó là cái chiêu hành trình siêu tốc, là lượt bay đầu tiên có thể bị cản phá bởi những chiêu khống chế trên diện rộng. Kinh quá cơ. Thì mình sẽ di chuyển ra này, không biết team bạn còn đây không để tự tả thính đấy. Từ từ nha. Vì lên trên các bạn ơi. Lên trên này bạn hên chết rồi. Circuit nè. Rồi, mình đảo không thành công, tốc biến thì thanh niên cũng nhảy mất rồi. Rất đáng tiếc. Rồi, giết cái thanh niên béo ụ này. Béo này. Béo làm sao chạy được kể cả tốc biến qua hang rồng. Rồi, đấm sấp mặt. 4 điểm hỗ trợ anh em ơi. Tiếp tục bắt bóng của Murat này bạn ơi. Rồi, rất tuyệt. Mọi người thì cứ bá đạo các kiểu thì mình vẫn hỗ trợ làm mạng thôi. Thực sự là cầm sát thủ pháp sư mà không có mạng này không thể bá đạo được. Thôi không sao, ở team mình bá đạo thì giành chiến thắng dễ dàng hơn. Ở trang bị The Flash thì các bạn theo dõi bên dưới nhá. Còn những chú ý trong lúc nên trang bị các bạn có thể theo dõi. Vào đây. Rồi, phá chiêu của mình, nhưng mình còn chiêu cuối nha. Yên tâm. Đó, hút về, đấm.
rồi, bị choáng rất tốn từ Slim, nhưng mà không sao. Sáu điểm hỗ trợ trong 7 mạng team, thực sự là hỗ trợ hơi nhiều đấy anh em ơi. Còn vấn đề đó là bảng ngọc cho vị tướng The Flash thì các bạn có thể lên như sau. Ngọc đỏ sẽ sử dụng bảng ngọc công phép và xuyên giáp phép. Bảng ngọc tím thì có hai sự lựa chọn cho các bạn. Một là các bạn sử dụng bảng ngọc máu tối đa, hồi máu tốc chạy. Thứ hai là các bạn sử dụng bảng ngọc công phép và hút máu phép nhá. Đấy. Và bảng ngọc lục thì mình sẽ sử dụng bảng ngọc tốc đánh và xuyên giáp phép. Xuyên giáp phép rất thốn. Rồi. Dioma đập luôn, có chiêu cuối đây. Hai chiêu cuối chắc chắn chết và có mạng luôn. Ở combo vị tướng The Flash thì chúng ta phải sử dụng linh hoạt nhá. Còn combo chuẩn thì là đúng là combo cấu rỉa đó là chiêu 1 đánh thường, chiêu 2 chiêu 1. Còn combo chuẩn vị tướng này đó là sử dụng như sau. Chiêu 1 đánh thường, chiêu 2 chiêu cuối và giật bóng về chiêu 1 thực hiện rất nhanh. Hoặc là các bạn có thể sử dụng chiêu 1 sau đó đánh thường, chiêu cuối, chiêu 2 giật bóng về chiêu 1. Có mấy kiểu như vậy thôi. Nói chung là rất là đơn giản. Làm sao là các bạn căn cái thời gian giật bóng về hiệu quả và cố gắng dùng chiêu 1 cả lượt đi và lượt về trúng mục tiêu. Rồi pha này hơi lỗi, không sao, mình còn chiêu cuối đó. Và thậm chí là combo các bạn cũng có thể sử dụng như sau: chiêu 1, chiêu 2, chiêu cuối đánh thường giật bóng về nhá. Đấy, nói chung là cũng đa dạng trong những cái trường hợp tùy vào khoảng cách của các bạn đối với mục tiêu mà sử dụng combo linh hoạt. Không, quên rồi. Thực ra là cái món đồ sau khi lên giày mình phải lên món đồ mặt nạ ma quái nhá. Ma quỷ sẽ có các bạn 75 xuyên giáp phép, rất cần thiết. Nói chung là với khả năng cấu rỉa nó rất là thối thế này. Tướng địch nhìn thấy The Flash là phải chạy rồi. Cấu rỉa rất tốn, là cấu rỉa đi cấu trở lại. Cứ cơ hội chưa một đợt bay lên cấu rỉa. Rất là thối anh em ơi. Ở đây một mình nghĩ là một vé cấm cho The Flash, auto cấm The Flash rất là chín chắn, rất là chuẩn để cho các bạn leo danh tốt. Cứ gặp các pet Flash thì thực sự là chúng ta sẽ không có cơ hội để đánh đâu. Thực sự như vậy anh em ơi. Mình tránh đánh The Flash cù như thế này, team bạn đã rất là khó thở rồi. Đó, chưa cuối lấy gì mà chạy đây. Giật bóng về. Thực sự là băng trụ nó EZ nó quá dễ dàng. Ở lên các bạn nếu mà danh dưới kim cương thì leo danh nhớ pick The Flash mà leo. Leo rất là dễ, cánh team rất là tốt. Nếu anh em là chuyên đi đường giữa, lên mua The Flash để leo danh nha. Các bạn chưa vượt qua danh kim cương thì sử dụng vị tướng này, chưa được vượt qua danh bạch kim thì sử dụng vị tướng này vượt qua rất đơn giản. Và đến anh bạch kim, lên kênh kim cương rồi thì lại không pick dễ như vậy nữa. Đó, sẽ bị cấm nha. Và trong phiên bản tiếp theo thì không có động thái thay đổi sức mạnh của tướng The Flash đâu. Rồi, quá hay. Mù đát này các bạn ơi. Ê, thanh niên có ám chảm thôi té. Gấu rìa không được này. Mất 1/3 máu rất là thốn. Đó, sau khi lên mặt nạ ma quái thì các bạn sẽ hoàn thành cái vương mệnh Hecate rồi đến món đồ rồi chắc chắn là Murat chết anh em ơi. Cho toàn ăn mạng hỗ trợ thế này nhỉ, trận này hỗ trợ hơi nhiều ấy. Sau khi lên full đồ thì anh em sẽ úp cái món đồ cấp 2 thành món đồ trữ hồn mang nhá. Nhiều khi mình để 7 đồ, đó là cái đồ cuối cùng, đó là đồ cấp 3 của đồ cấp 2 trong cái trang bị phía trước.
nên nhiều anh em mà vẫn hỏi tại sao là 7 đồ, mình cũng không hiểu luôn. Rõ ràng một đồ cấp 2 nâng cấp lên đồ cấp 3 thì nó vẫn là 6 đồ thôi, lấy đâu ra 7 đồ? 7 đồ để các bạn nhìn cho dễ thôi mà. Ok, kéo rất hay, mình còn chiêu cuối. Rồi giờ cũng chiêu 1 để chạy thoát. Rất đơn giản, rất khó giết The Flash anh em ơi. Để giết The Flash dễ thì các bạn dùng các chiêu khống chế mạnh như vị tướng Adum. Những vị tướng có đang khống chế trên diện rộng như Alice và nói chung là nhiều vị tướng khống chế trên rộng anh em ơi, để phá cái chiêu hành trình siêu tốc của The Flash, không cho nó bay đến hoặc là không cho nó bay trở lại và sấp mặt ngay. Nên để an toàn đánh The Flash thì các bạn nên cầm bằng một trợ tốc biến nha. Ok, có kinh công rồi, bày băng trụ rất là thốn, một combo là nát tim bạn cá chắc luôn anh em ơi. Khi team có lợi thế thì băng trụ để cho team phá trụ rất đơn giản với vị tướng The Flash này. Đó, chuẩn bị nha, Murat nha. Rồi, chiêu của đây. Ui, chạy nhanh thế. Chạy nhanh mà máu toàn còn 1/2 đi kia, đánh gì nữa. Ok, tiếp tục đi mà đằng sau vẫn không thể thoát được. Nói chung con dead game là hồi chiêu rất nhanh và cứ bay đi bay về chiêu 1, chiêu 2, chiêu 1 thôi. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một ứng dụng rất hay, ứng dụng có tên là Hubo, sẽ giúp các bạn tìm kiếm những người huấn luyện viên, bạn bè cùng chơi để chơi được mobile tốt hơn. Và tất nhiên ứng dụng này sẽ tính phí nha anh em ơi. Ứng dụng chi tiết thì các bạn sẽ xem ở phần cuối video của mình. Hubo, huấn luyện viên eSport là một ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm những người đồng đội chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Cơ hội sát cánh cùng với những huấn luyện viên nổi tiếng và đẳng cấp, cũng như được liên tục cập nhật những kiến thức về game mọi lúc mọi nơi. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện. Còn chần chừ gì nữa, hãy tải Hubo trong ngày hôm nay thôi nào. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống,